Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học cc Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 118 phần 1 Tìm hiểu về nắp 3, thanh điều hướng Mở vét cốt tập bài mới, bài 118.1 Tạo file index và nhúng bút như thường lệ Đột phải index chọn Super Review để xem trước kết quả Các bạn truy cập vào getbootchap.com Tìm kiếm với từ khóa nắp 3, NAVBR Nhấn Enter Đây là kết quả Phần nắp 3 nằm trong phần Component Kéo dưới Chúng ta sẽ có phần brand là thương hiệu ví dụ như bút cháp này các bạn thấy này thì cái thanh trên cùng này là năm ba và đây chính là cái logo thương hiệu của họ thì chúng ta có thể để logo có thể để logo kèm với văn bản hoặc là chúng ta cũng có thể là chỉ để văn bản không thôi thì thử các trường hợp ở đây các bạn copy mẫu nhé đây copy này paste vào đây và lưu lại đầu tiên là chúng ta sử dụng với một cái link liên kết các bạn để ý này cấu trúc nhá hai khối này cấu trúc giống nhau thẻ nắp này nav class là napa và cái phần thứ hai class BG cái ngang body này, này, đây là một cái màu và nếu các bạn xóa cái đuôi đằng sau đi đấy, chúng ta sẽ thấy là chúng ta còn một cái màu nữa là secondary thì cái màu hiện tại nó đang dùng ấy các bạn thấy nó xám nhạt không hơi khó nhìn đúng không chúng ta có thể đổi sang cái màu secondary nó đậm hơn một chút đây đậm hơn một chút còn ngoài ra các bạn có thể dùng các cái màu các bạn biết rồi làm ví dụ như primary này đấy màu xanh rất dễ nhìn thì trong trường hợp này mình sẽ để cái màu xanh này cho các bạn dễ nhìn nhá rồi bây giờ cái khối đằng trên này và khối bên dưới đây là hai phần tử khác nhau đúng không nó đang bị dính vào nhau thì ta có thể dùng margin bottom lên thẳng bên trên ví dụ mb cạnh ngang 3 đó nó đẩy khối bên dưới xuống đúng không và sửa ngay cái màu bên dưới thành màu xanh nó dễ nhìn thôi rồi còn đẹp hay xấu là do các bạn chỉnh màu nhé tiếp theo này bên trong cái thẻ nam này ta sẽ có khối deep class là, là container fluid cái này chúng ta học container rồi. Quay trở lại trang chủ của bootstrap tìm kiếm với từ khóa là container. Ôn tập lại một chút. Enter này. Cái này chúng ta dùng nhiều lắm. Có nhìn xem. Container fluid này. Tức là đặt kích thước 100% với mọi viewport. Đúng không? Tất cả viewport đều là 100%. Nhưng nếu bây giờ chúng ta sử dụng container XL. Tức là với viewport lớn bằng 1200 và nhỏ hơn 1400 nó sẽ là 1140 pixel tựa độ rộng. Được yeah. chưa? Rồi. Nếu viewport lớn bằng 1400 thì kích thước độ rộng của phần tử có cái class container XL này sẽ là một và không. Cùng thử nhé. Ví dụ ở đây chúng ta không dùng container fluid mà các bạn dùng container XL. Được chưa ạ? Lưu lại. Kích vào online để xem kết quả trên trình duyệt. Chuột phải chọn kiểm tra. Chuyển sang thiết bị di động. Click vào responsive và nhập kích thước vào đây. Ví dụ chúng ta thấy là với viewport lớn bằng 1400 thì kích thước của container XL sẽ là 1320 pixel. Từ nhá. Nhập vào đây là 1400. Canva này, 1400 enter. Kích mũi tên và chỉ vào phần tử. Các bạn thấy không? Khối dip này có class container XL và độ rộng là 1320. Tương tự chúng ta có thể giãn ra. Đấy. Kể cả các bạn giãn ra thì nó đạt kích thước cực đại rồi bởi vì lớn bằng 1400 thì sẽ là 1320. Kiểm tra lại này vẫn là một bài không. Nhưng nếu kích thước này nằm ở cái khoảng lớn bằng 1200 và nhỏ hơn 1400 thì kích thước của nó sẽ là 1140 thử nhá. Mình nhập vào là 1200. Thử này. 1200 enter. Đây, kích thước là 1140. Chúng ta giãn ra. Đấy. Đây là 1320 này, đúng không? Kích thước vẫn là 1140. Khi nào mà nó chạm cái ngưỡng 1400 thì kích thước lúc đó mới nhảy lên là một ba hay không nhé một nghìn bốn trăm đúng không một ba chín chín hiện tại thì vẫn là một một nhưng bây giờ kéo ra này đấy có không nhảy này Mốc này được chưa bên trong khối deep chúng ta sẽ có thẻ a để chứa liên link kết và thông thường thì người ta kích vào cái logo ở đầu này hoặc cái text này nó sẽ trở về trang chủ chúng ta có thể sửa thành một cái link bất kỳ ví dụ nhá http hai chấm hai chéo tự học t rồi lưu lại kết quả này click vào các bạn thấy không nó chuyển hướng về cái link mà chúng ta đã liệt kê trong thẻ A này chúng ta sẽ có class Napa Brand nó sẽ quy định những cái kiểu dáng cho cái Napa Brand này các bạn tò mò xem họ viết như thế nào có thể copy Ctrl C nhé bên trên này Ctrl click chuột trái vào đây xóa chữ min đi Enter này Ctrl F Ctrl V Enter vài cái đây Napa Brand này người ta quy định khoảng padding khoảng đệm bên trên đúng không khoảng đệm bên dưới này margin right này kích thước font size này màu sắc rồi text equation là năn thuộc tính này này nó sẽ bỏ cái chân của thẻ a đi đấy. bình thường cái thẻ a của bạn hay có cái chân đúng không nhưng mà kết quả này theo không? nó không quay chân tiếp theo thay vì sử dụng thẻ a để có link liên kết ở bên trong người dùng click được thì người ta sử dụng thẻ span để chứa văn bản thông thường con nhìn này chỉ tay vào này. đó bên trên là chỉ tay hình bàn tay và click được bên dưới chúng ta chỉ có một văn bản thông thường thôi không click được Kích cũng không được đúng không? Rồi. Người ta vẫn sử dụng class nap3 brand để mang những cái kiểu dáng mà chúng ta vừa xem ở trong class code trong thư viện. Tiếp theo mb0 là gì? Cách bên dưới không. Nó giống như trên này, mb3. Mb3 tức là cách phần tử bên dưới, đẩy phần tử bên dưới xuống 3. Rồi, thẻ h1. Đây này. Cái tích này này nó sẽ mang kiểu dáng giống thẻ h1, thẻ tiêu đề. Đúng nhá. Thẻ h1 này áp này. Mình sẽ paste thằng nap3 này. Đấy về này có thấy không nó đậm hơn dày hơn có cái thằng bên trên làm cho cái thương hiệu của bạn nó rõ ràng hơn đúng không trong trường hợp mà chúng ta muốn là chỉ tách thôi và nó hiển thị mang cái các thái này thì dùng thêm thẻ H1 thực ra thì ngay bên trên này chúng ta có dùng thẻ H1 được nhé còn nhé H1 này. đấy thấy không đúng hẹn nhau rồi quan trọng là hiểu vấn đề thôi nhưng mà tại sao nhá thằng bên trên này này nó lại nhỏ hơn cái thằng năm ba mà chúng ta vừa xem khi mà dùng thẻ H1 là bởi vì nó dùng kèm cả cái lá này nữa từ xóa đi này đấy nó to ngay đúng không rồi bạn cho xem lại tiếp theo người ta sử dụng logo với một cái hình ảnh đúng không giống như hợp bootstrap. người ta dùng hình ảnh này bạn copy cái này paste vào đây lưu lại kết quả này hai khối đang dính vào nhau chúng ta có thể thêm margin bottom vào bên trên để đẩy xuống ba đây là kết quả rồi hai cái nền đi nhìn cho rõ bây giờ gạch ngang primary hiện tại thì cái ảnh này đang bị lỗi do là chúng ta không tồn tại cái file ảnh này ở trong thư mục liệt kê ở đây quay trở lại bút cháp này, lấy logo của họ chuột phải, chuột kiểm tra này đây này các bạn thấy này, cái link SVG của họ này lấy logo nhá thu nhỏ lại và copy cả khối này chuột phải, copy copy element, thêm file mới cộng logo .svg Nhấn Enter. cái nội dùng vào đây. Và lưu lại. Sửa link. Hình chấm sườn này. Đó. Kết quả này. Nó đang bị màu đen. Chúng ta có thể đổi màu. vào đây nhá, Fill này. Current Color. Đổi màu đi. Một mã màu bất kỳ. Ví dụ. Thăng. FFF. Màu trắng. Đấy. Hoặc là màu gì tùy các bạn. Ví dụ là màu đi. Đấy. Có này. Đu này. Đấy. Đúng không? Màu trắng đẹp hơn. Thăng. FFF trường hợp cuối cùng là sử dụng hình ảnh và text thậm chí là chúng ta có thể click được các bạn nhìn này để mô nhá thì khi click được thì người ta dùng thẻ a thôi đấy thẻ a bọc bên ngoài này grab ba ren này và người ta dùng một cái thẻ img để chơi hình ảnh này bên cạnh đó kết thúc thẻ img đây kết thúc ta có một cái văn bản nữa đấy thì đây là hiển thị logo và kèm theo văn bản đây là văn bản này để logo này nó nằm trong thẻ a thì khi người dùng di chuột vào thì nó sẽ click được và mở cái link được khai báo trong thuộc tính SF. Image and text, break, và lưu lại. Sửa đi nhá. BG Primary có dễ nhìn. Rồi, tiếp tục này. Đang bị dính với nhau đúng không? MB cái càng 3. Đẩy xuống. Logo lỗi này. Sửa đi. Chấm sược logo. Đây là kết quả nhá. Và hôm nay sẽ tạm dừng ở đây sau này chúng ta làm dự án thì các bạn sẽ sử dụng các cái mẫu có sẵn này để chúng ta tùy biến nhiệm vụ là chúng ta không cần phải nhớ không cần phải học thuộc mà chúng ta cần biết vị trí ở đâu để chúng ta đến chúng ta lấy cốt mẫu về sửa thôi Nha. cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc thành công